Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin dự đại hội đảng, đảng viên nhận cặp, ăn ve sầu, trẻ em vì sở thích. Ngân sách chi cho hoạt động của Đảng Cộng sản từ trước đến nay luôn là những con số khủng lấy từ tiền đóng thuế của nhân dân cả nước. Mới đây, một tỉnh rất nghèo nơi khúc ruột miền Trung là Quảng Bình đã đề xuất chi 2,2 tỷ đồng để mua cặp da làm quà tặng cho các đại biểu và khách mời trong kỳ đại hội đảng bộ sắp diễn ra, khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng. Tỉnh Quảng Bình đã quyết định chi hơn 2,2 tỷ đồng để mua cặp đựng tài liệu cho khách mời và đại biểu đến tham dự đại hội đảng bộ lần thứ 17. Đây là hình ảnh chụp bản dự toán chi phí mua sắm cặp đựng tài liệu cho khách mời trong tỉnh phục vụ đại hội đảng bộ lần thứ 12 với tổng chi phí là hơn 720 triệu đồng. Vào ngày 6 tháng 8, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình ký quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm cặp đựng tài liệu cho khách mời, được dự kiến khoảng 200 người đến dự đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Cụ thể, theo bảng dự toán chi phí mua sắm cặp đựng tài liệu cho 200 khách mời khi tham dự đại hội, mỗi vị khách mời sẽ được tặng một cặp da trị giá hơn 3,5 triệu đồng, tổng chi phí là hơn 720 triệu đồng, bao gồm cả chi phí tư vấn lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ. Đến ngày 21 tháng 8, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình tiếp tục phê duyệt hồ sơ mời thầu gói mua sắm cặp đựng tài liệu cho khách khoảng 400 đại biểu đến tham dự đại hội. Cụ thể, mỗi đại biểu sẽ được tặng một cặp da có giá trị gần 3,7 triệu đồng. Loại cặp này được thông báo là cặp cán bộ xách tay giả da màu đen hiệu Ladoda có xuất xứ từ Việt Nam, số lượng 400 cái, tương ứng với gần 1,5 tỷ đồng. Tổng giá trị cặp giả da đựng tài liệu mà Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình dự kiến trang bị cho khách khoảng 400 đại biểu và 200 khách mời là hơn 2,2 tỷ đồng, được chi từ nguồn ngân sách tỉnh và trình Ủy ban Nhân dân thành phố tỉnh xem xét phê duyệt. Căn cứ vào tờ trình và công văn của Văn phòng Tỉnh ủy, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng đã ký quyết định về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm cặp đựng tài liệu đại biểu của Văn phòng Tỉnh ủy và giao đơn vị này chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu được phê duyệt để đảm bảo đúng quy định về đấu thầu. Và Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình sau đó đã ký quyết định phê duyệt chỉ định thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng và giao cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quảng Bình lập hồ sơ mời thầu. Cũng trong khi đó, Quảng Bình là một trong những tỉnh nghèo của cả nước ở khu vực miền Trung. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, nhiều huyện tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ tới 30%. Đây là hình ảnh nhà phao tránh lũ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Quảng Bình với 18 xã chuyên làm nghề biển với hơn 14.000 hộ và 24.000 lao động nghề biển cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa ô nhiễm môi trường biển vào năm 2016 do công ty Formosa gây ra. Sự cố môi trường biển đã tác động trực tiếp đến các vùng nuôi thủy sản và nhất là nghề làm muối, nghề truyền thống của địa phương, làm giảm số thu ngân sách của xã, kinh tế hộ gia đình gặp khó khăn, số hộ cận nghèo, tái nghèo tăng rất cao. Và câu hỏi được đặt ra là 2,2 tỷ đồng tại một tỉnh nghèo như Quảng Bình có thể làm được những việc gì? Theo thông tin từ Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội, trong 10 tháng đầu năm 2019, tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ xây mới 95 nhà đại đoàn kết, trong đó hỗ trợ xây dựng 58 nhà phao trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Như vậy là một phép toán đơn giản, 2,2 tỷ đồng mà tỉnh Quảng Bình có kế hoạch dùng để sắm cặp da cho đại biểu và khách mời tới dự đại hội đảng bộ của tỉnh có thể giúp đỡ hỗ trợ xây mới cho được gần 100 cái nhà phao tránh lũ cho các hộ nghèo. Cũng trong 3 quý đầu năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã triển khai mô hình nuôi gà kiến thả vườn nhằm tạo sinh kế cho 35 hộ nghèo, cận nghèo ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch và xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh với số tiền gần 400 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ tập huấn kỹ thuật làm chuồng trại, cách chăn nuôi, thuốc thú y. Như vậy, với 2,2 tỷ đồng thì tỉnh này hoàn toàn có thể tạo kế sinh nhai cho hơn 192 hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương này. Tóm lại, nếu mang 2,2 tỷ đồng đặt lên bàn cân, một bên là mua cặp da tặng đại biểu và khách mời tới dự phiên họp của Đảng, và một bên là tăng gấp 5,5 lần số hộ nghèo được tạo sinh kế hay gấp 2 lần số hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà phao tránh lũ, mới thấy tỉnh Quảng Bình quan tâm chăm sóc đến đời sống nhân dân cỡ thế nào. Facebook Trịnh Nguyễn đã viết như sau: ông Vũ Đại Thắng mới về làm bí thư tỉnh Quảng Bình tháng trước. Dân tình, nhiều người làm báo, Facebook hoan hỉ, kỳ vọng. Hôm nay, tin ông ký chủ trương để Ủy ban Nhân dân chi 2,2 tỷ đồng mua cặp, gọi là giả da, mỗi cái 3,7 triệu đồng làm quà tặng cho đại biểu. Đúng là dội một gáo nước lạnh vô mặt dân.
Đây là hình ảnh Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng vào sáng ngày 5 tháng 8 năm 2020. Facebook Thịnh Nguyễn viết tiếp như sau: bốn cái cặp mỗi cái 3,7 triệu đồng. Giả sử ông quyết hỗ trợ cho 400 gia đình bị ảnh hưởng vì Covid-19, tôi sẽ đặt hy vọng vào ông. Khoản tiền 3,7 triệu mỗi nhà nghèo làm được nhiều thứ lắm. Nhà báo Lê Đức Dục cũng viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau: Mình thay vì 2 tỷ mua cặp, mình chỉ tặng mỗi người một cái huy hiệu gì đó làm kỷ niệm, còn thì đem đi xây 20 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, ghi cái biển Đại hội X tặng, có khi bà con còn nhớ ơn cả đời. Còn trang Facebook Phạm Minh Vũ thì phát biểu như sau: trong khi dịch bệnh diễn ra làm kinh tế cả nước suy thoái, cuộc sống nhân dân vốn dĩ khó khăn và bây giờ lại thêm dịch bệnh lại càng thêm khốn khổ. Trong khi tỉnh này người dân xin cứu đói, nhân dân cầu cứu mong muốn chính phủ hỗ trợ vượt qua đại dịch bệnh, mà tỉnh này phớt lờ kể cả trong gói 62.000 tỷ chẳng tới người dân được bao nhiêu. Đảng Cộng sản cứ 5 năm lại tổ chức đại hội một lần. Trong dịp đại hội 12 đầu năm 2016, người ta ước tính con số hơn 700 triệu đô la cho kỳ đại hội đảng các cấp. Nhưng năm nay, những tưởng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện lời hứa là thực hành tiết kiệm chống lãng phí như năm 2018 từng tuyên bố. Ai ngờ chỉ mua quà cặp da mà tỉnh Quảng Bình đã ngốn tới 2 tỷ 2, không biết quà cáp ở các cơ sở cấp huyện quận là bao nhiêu nữa. Thì những lời cam kết và tuyên bố to mồm của ông Tổng Trọng chỉ là mị dân xảo ngôn mà thôi. Và điều đáng buồn là trước Quảng Bình, nhiều tỉnh thành cũng tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm cặp đựng tài liệu với chất liệu mẫu mã và đáng giá đa dạng. Đây là hình ảnh một quảng cáo về các thể loại cặp da phục vụ đại hội đảng trong không khí rộn ràng của mùa đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới đang diễn ra trên cả nước cho thấy thị trường này sôi động đến cỡ nào tại Việt Nam. Cụ thể, theo báo đấu thầu, tỉnh ủy Lâm Đồng duyệt gói thầu 1,18 tỷ đồng mua sắm cặp tài liệu phục vụ đại hội đảng bộ tỉnh. Công ty cổ phần Cara Việt Nam đã trúng với giá 1,17 tỷ đồng. Mỗi chiếc cặp mà nhà thầu này cung cấp cho tỉnh ủy Lâm Đồng có giá 2,3 triệu đồng một chiếc cặp hai quai và 2,7 triệu đồng chiếc cặp một quai chất liệu da thật. Còn thành ủy Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc mua 406 chiếc cặp đựng tài liệu phục vụ đại hội đảng bộ thành phố Phúc Yên và công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Phúc Anh trúng thầu với giá bằng gói thầu là 466,9 triệu đồng. Mỗi chiếc cặp da chất lượng giả da có giá 1,15 triệu đồng. Văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc chi 1,5 tỷ đồng mua 750 chiếc cặp, giá sau đấu thầu là 2 triệu đồng một chiếc. Còn công an tỉnh Thanh Hóa, đảng bộ, khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng, huyện ủy Than Uyên, tỉnh Lai Châu, huyện ủy Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, huyện ủy Thường Tín, Hà Nội và rất nhiều đơn vị khác cũng lựa chọn mua loại cặp với giả trên 1 triệu đồng một chiếc, chủ yếu chất lượng giả da hoặc là da tổng hợp. Và tất cả những khoản chi lãng phí ở trên đều từ ngân sách nhà nước, tức là tiền thuế của tất cả người dân Việt Nam đóng góp vào. Nhưng đó mới chỉ là riêng tiền mua cặp. Để đại hội diễn ra thành công và tốt đẹp thì còn vô vàn những chi phí khác như trang trí phòng họp, ăn uống, chi phí cho khách mời, đại biểu, ngủ, nghỉ. Theo ông Vũ, kinh phí dự trù tổ chức cho tỉnh Bình Thuận dự tính là 78 tỷ đồng. Con số đó chỉ là kinh phí cứng, còn những khoản ABC khác tỉnh này tự duyệt chi thì chưa thể tính vào đó. Cũng như thế, tỉnh nghèo như Ninh Thuận, dân số chỉ có 600.000 người, quanh năm hạn hán mất mùa, tỉnh này cũng dự tính chi 36 tỷ đồng cho kỳ đại hội khóa này. Hay Lạng Sơn cũng ngông không kém các tỉnh khác, khi Ủy ban Nhân dân tỉnh lập dự trù đề nghị Bộ Tài chính duyệt kinh phí 86 tỷ 552 triệu để tỉnh hoàn thành nốt nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Nếu nhân lên cả nước có 63 tỉnh thành, các bộ, ban ngành, cơ quan, đoàn thể, và cuối cùng là Đại hội Đảng Toàn quốc 13 tổ chức ở Hà Nội vào đầu năm 2021, thì con số tiền ngân sách bỏ ra chắc chắn có lẽ không dưới 20.000 tỷ đồng. Một con số khủng khiếp cho một công việc riêng của đảng phái chính trị, nó quá lớn so với đất nước có nền kinh tế áp chót bảng của thế giới. Và việc Đại hội Đảng là chuyện riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thật là phi lý khi đem tiền mồ hôi và xương máu của nhân dân để diễn một trò hề mà Đảng Cộng sản cứ lặp đi lặp lại mấy chục năm qua. Ông Vũ cũng nhận định, nhân dân gồng mình gánh khoản nợ công đã làm cho nhân dân ngập ngụa trong nợ nần. Giờ thêm kỳ đại hội đảng nữa đã trở thành một gánh nặng vô cùng lớn cho đất nước. Đây là hình ảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 là đại hội đảng gần đây nhất diễn ra từ ngày 20 đến 28 tháng 1 năm 2016 tại Hà Nội, được cho là tốn hàng chục triệu đô la. Chưa kể sau đó, tiếp tục cả nước bước vào kỳ bầu cử đại biểu quốc hội, một khoản kinh phí rất lớn bầu ra lần nữa cho đảng
hợp thức hóa trò hề có tên là dân chủ. Để sau này đảng làm sai, quốc hội quyết sai thì đảng mới có cớ bảo rằng quốc hội là của dân, quốc hội quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai bây giờ. Đảng Cộng sản không những trốn tránh trách nhiệm khi đẩy đất nước đến bờ vực thẳm, mà Đảng Cộng sản cũng chẳng khác gì lũ ký sinh trùng cứ bám vào nhân dân cả nước mà rỉa rói, mà xa xẻo từ đục khoét ngân sách quốc gia, từ vơ vét xa xẻo dự án, doanh nghiệp, chương trình phúc lợi xã hội cho đến công trình quốc gia, đường xá, trường học. Cho tới đại hội đảng, cho dù nhân dân cơm không có ăn, áo không có mặc, dịch bệnh còn thiếu lắm, thuốc men. Và ăn trên xương máu của nhân dân, Đảng Cộng sản đã tự biến mình thành một lũ ký sinh trùng, mặc dù chẳng ai phong cho cái vị thế cao cả ấy. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng đã đưa ra ý kiến như sau. Chuyện ngân sách chi cho đại hội đảng, đáng lẽ đảng phải tự lo lấy, nhưng vì độc đảng nên họ lấy tiền của dân để mà chi. Tất nhiên, ở những nơi khác, đa đảng thì không ai được quyền lấy một xu ngân sách của người dân. Các đảng ở những nước khác phải tự làm lấy, tự kêu gọi quyên góp. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì lấy tiền túi của dân vì họ lý lẽ rằng họ có công từ thời Liên Xô. Độc đảng đều như thế cả, đều lấy tiền của dân để chi cho đại hội đảng. Nên bảo Việt Nam khác gì thì khó lắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020 với bản tin Dự đại hội đảng viên nhận cặp, ăn ve sầu trẻ em vì sở thích. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.